Hạnh xin chào quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Victor. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay để gửi cho quý vị thính giả nội dung truyện Chàng rể phế vật tập 570. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Nghe vậy, Tần Bách Tùng cũng bị dọa sợ. Mau đưa tôi đi xem. Lâm Minh hô lên. Đệ tử đó lập tức dẫn Lâm Minh đến tầng cao nhất của tòa nhà học viện huyền y phái. Thần hỏa tôn giả không rời khỏi học viện huyền y phái, vở kịch lúc trước chỉ để che mắt người khác. Trong quan tài không có gì, bản thân ông ta vẫn luôn được Lâm Minh chữa trị. Nhưng việc chữa trị luôn thuận buồm xuôi gió, không hề có chút sai sót nào. Vì sao đang yên đang lành, thần hỏa tôn giả lại bị điên? Vẻ mặt Lâm Minh lạnh băng, cảm giác sự việc không đúng. Rầm rầm. Vừa xuống lầu thì nghe được tiếng động kịch liệt vang lên từ tầng cao nhất. Mọi người sửng sốt, vội chạy lên xem. Ở tầng cao nhất, vài trưởng lão của đảo thần hỏa đang cố gắng kiềm giữ thần hỏa tôn giả đã hoàn toàn hóa điên. Lúc này, thần hỏa tôn giả đầu bù tóc rối, hai mắt đỏ như máu, cả người nổi gân xanh, bộ dạng như kẻ điên. Ông ta cố gắng thúc đẩy khí kình giết những người xung quanh. Dưới đất đã có vài thi thể của đệ tử đảo thần hỏa. Các trưởng lão cố hết sức cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế được ông ta. May là thần hỏa tôn giả đã bị thương, nếu không, những trưởng lão đó đã không làm gì được. Thần Y Lâm đến rồi. Tốt quá tốt. Thần Y Lâm, xin hãy giúp chúng tôi một tay. Những trưởng lão đó như nhìn thấy cứu tinh hét gọi. Lâm Minh nhìn chằm chằm thần hỏa tôn giả, lập tức sử dụng châm bạc, vung về phía ông ta. Thần hỏa tôn giả không tránh đi mà tiếp tục lao tới cắn. Khi cơ thể ông ta bị châm bạc đâm trúng, ông ta rùng mình, dừng lại trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Minh. Giết, giết, giết! Thần hỏa tôn giả phát ra tiếng rít chói tai như hạt cát, ma sát với nhau, sau đó lại bất chấp tất cả lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh sững sờ, châm bạc đã đâm trúng ông ta, vì sao ông ta không bình tĩnh lại mà còn điên cuồng hơn? Chẳng lẽ... Hai mắt Lâm Minh mở to, hô hấp trở nên nhanh hơn. Anh mơ hồ ý thức được gì đó, lập tức rút kim ra lần nữa, đâm về phía thần hỏa tôn giả. Thần hỏa tôn giả sử dụng khí kình, một chưởng cuốn theo ngọn lửa bút trời, hung hãn đánh về phía Lâm Minh. Tránh ra hết cho tôi! Lâm Minh quát lên, vung chưởng đỡ, tay còn lại điều khiển châm bạc. Ầm! Hai chưởng đối chọi nhau, lực lửa như nước lũ, vỡ đê ồ ạt tràn ra. Lâm Minh vội vàng thúc đẩy khí kình, khởi động cơ thể võ thần. Lực lửa mới không mài mòn cơ thể anh, nhưng tầng lầu bên dưới anh đã bị nóng chảy, cả tầng lầu lại bị lực lửa này chia làm đôi. May mắn là ngay lúc này, châm bạc của Lâm Minh cũng đâm vào cơ thể thần hỏa tôn giả. Lần này, cuối cùng thần hỏa tôn giả cũng đã dừng lại, cả người đứng sững, sau đó hai mắt tối lại, gã xuống đất. Tôn giả! Sư tôn! Người của đạo thần hỏa chạy tới đỡ thần hỏa tôn giả, đám người Tần Bách Tùng cũng vội vàng chạy tới đỡ Lâm Minh. Thầy không sao chứ? Tần Bách Tùng lo lắng hỏi. Tôi vẫn ổn. Lâm Minh thở phào một hơi, đẩy mọi người ra, ngồi xuống kiểm tra cho thần hỏa tôn giả. Chốc lát sau, vẻ mặt anh trở nên âm trầm lạnh lẽo. Thần Y Lâm, rốt cuộc là chuyện gì? Tôn giả đang yên đang lành, sao lại điên cuồng như vậy? Cả chúng tôi mà cũng không nhận ra sao? Một trưởng lão như sắp khóc, sốt ruột hỏi. Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ ông ấy đã bị tẩu hỏa nhập ma. Lâm Minh nói, tẩu hỏa nhập ma sao? Chuyện này đang yên đang lành, sao lại tẩu hỏa nhập ma được? Mọi người ngạc nhiên hỏi. Tôi nghĩ có lẽ là bị cú sốc nào đó, thần hỏa tôn giả bị tổn thương về tâm cảnh, chứ không phải xác thịt hay thần kinh. Tâm cảnh là cái gì? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vô cùng hoang mang. Bách Tùng, không phải ông nói gần đây trong học viện xuất hiện chuyện quái dị sao? Có lẽ là có liên quan đến chuyện này. Lâm Minh đột nhiên nghĩ tới gì đó, âm trầm lên tiếng. Thầy đang nói tới... Có người muốn ép thần hỏa tôn giả phát điên. Lâm Minh nói. Đám đông nín thở, nhìn Lâm Minh bằng vẻ khó tin. Thần Y Lâm, vô duyên vô cớ. Ai lại làm ra những chuyện này chứ? Tôn giả trốn như vậy, những người biết không nhiều, rốt cuộc là ai? Vài vị trưởng lão vội lên tiếng. Tôi không biết, hiện tại tôi còn không biết đối phương có phải là kẻ địch của các vị hay không. Nếu đối phương muốn hại thần hỏa tôn giả thì rất có khả năng có người báo chuyện này cho tử vực, để người của tử vực tới đây tiêu diệt tôn giả, thậm chí là giết cả tôi. Thế nhưng bọn họ đã làm theo kế hoạch khác, đó là khiến tôn giả bị tẩu hỏa nhập ma. Thật kỳ lạ, rốt cuộc mục đích của họ là gì?
Lâm Minh cau mày, cảm giác có âm mưu nào đó trong chuyện này. Thế nhưng dù có suy nghĩ thế nào thì anh vẫn cảm thấy khó hiểu. Thần Y Lâm, nếu đã vậy thì hôm nay chúng ta canh chừng bên cạnh tuấn giả, cử thêm đệ tử đi tuần. Nếu như có người giở trò thì chúng ta nhất định sẽ bắt được hắn. Một vị trưởng lão nói, đành phải như vậy thôi. Lâm Minh gật đầu, nhìn Từ Thiên. Ông cũng cử thêm người canh chừng ở đây, nhất định phải để thần hỏa tuấn giả được tịnh dưỡng. Vâng, Chủ tịch Lâm. Từ Thiên gật đầu, Lâm Minh lúc này mới quay người rời đi. Những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra khiến Lâm Minh cảm thấy mệt mỏi. Anh hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh và đi về nhà. Cạch, cánh cửa mở ra, lúc này Tô Nhan đang ngồi đọc sách. Cô hiếm khi đeo kính, bộ dạng trông khá thảnh thơi, dáng vẻ của cô khiến người khác không khỏi chú ý. Anh về rồi à? Tô Nhan khẽ gật đầu, mỉm cười ngọt ngào. Cô đã quen với việc nhiều ngày không gặp Lâm Minh, mặc dù cô không biết anh làm gì, nhưng nghĩ tới việc chồng mình mỗi ngày đều có sự thay đổi, không còn một bộ dạng của trước đây nữa, thì cô cảm thấy vui lắm. Em ăn chưa? Có muốn đi ra ngoài ăn không? Lâm Minh mỉm cười. Anh đói rồi à? Để em nấu cho anh ăn. Ít ăn đồ bên ngoài thôi, đồ bên ngoài không sạch sẽ. Tô Nhan đứng dậy đi vào nhà bếp và đều tạp dề lên. Lâm Minh khẽ giật mình, bóng hình trong bếp khiến anh thấy cảm động. Anh ngồi xuống ghế, hít thở thật sâu. Tâm trạng cũng lắng xuống. Có lẽ đây mới chính là cuộc sống mà anh hẳn mong đợi. Alo, à, chị biết rồi. Lúc này, Tô Nhan ở trong bếp đột nhiên nhận điện thoại. Một lúc sau, cô thò đầu ra. Lâm Minh, giúp em một việc. Sao thế? Em gái em tới rồi, đang ở dưới nhà. Tô Nhan nói. Em gái em sao? Lâm Minh giật mình, bàng hoàng nhìn cô. Em có em gái từ khi nào vậy? Là em nuôi của em. Mẹ em từ nhỏ đã nhận mẹ nuôi. Đây là cháu ruột của bà ấy. Lúc nhỏ bọn em chơi cũng vui lắm. Sau khi tốt nghiệp thì cô ấy mãi không tìm được việc. Vì vậy ý của em là định để cô ấy tới công ty giúp đỡ, rèn luyện thêm. Tô Nhan vừa xào rau vừa nói. Hóa ra là vậy. Lâm Minh gật đầu. Vậy giờ cô ấy ở đâu? Để anh đi đón. Có lẽ là ở trạm xe dưới tầng. Hình như là mặc bộ đồ màu đỏ. Tới đó anh gọi Diệp Tâm Ngữ là được. Được. Lâm Minh gật đầu, lập tức chạy xuống trạm xe ở tầng dưới. Trời về khuya, mùa thu khiến buổi tối của Giang Thành càng trở nên lạnh hơn. Lâm Minh rảo bước. Khi tới gần trạm xe, anh khẽ chau mày. Khí tức này có cao thủ sao? Anh nhìn xung quanh đều là người đi đường. Lẽ nào... Lâm Minh nhìn về phía trạm xe, một cô gái tóc ngắn mặc đồ đỏ đang đứng đó. Người này lẽ nào là em gái của Tô Nhan? Vậy tại sao khí tức của cô ta lại mạnh như thế? Lâm Minh giật mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và chạy tới, mỉm cười nói. Xin chào, cô tên là Diệp Tâm Ngữ phải không? Đúng vậy, anh là ai? Cô gái khoác ba lô, nhai kẹo cao su hỏi. Tôi là Lâm Minh, chồng của Tô Nhan bảo tôi xuống đón cô. Lâm Minh cười. Ồ, anh chính là chàng rể vô dụng đấy hả? Diệp Tâm Ngữ liếc nhìn, sau đó khẽ cười. Anh đúng là may mắn, trông thế này mà lấy được chị tôi. Thế giới này thật kỳ lạ, số anh tốt quá mà. Câu nói đó khiến Lâm Minh chau mày. Cô cùng lắm cũng chỉ 20, sao mà ăn nói độc mồm độc miệng thế? Lâm Minh lên tiếng. Hả? Anh còn bật lại à? Tôi nghe người ta nói anh vô dụng lắm mà. Là loại người có bị đánh, bị chửi cũng cầm như hến ý. Đều không có tiền đồ. Hay là do chị tôi dễ dãi với anh quá? Diệp Tâm Ngữ nheo mắt, vẻ kiêu ngạo và trịch thượng của cô đã quá rõ ràng. Lâm Minh lắc đầu, chẳng buồn đôi co với cô nhóc, chỉ thản nhiên nói. Đi thôi, chị cô đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi. Dẫn đường đi. Diệp Tâm Ngữ cười hi hi. Lâm Minh khẽ liếc nhìn cô ta rồi dẫn đường. Mặc dù Diệp Tâm Ngữ che giấu rất kỹ, nhưng khi đứng gần Lâm Minh vẫn cảm nhận được cô ta biết võ cổ. Hơn nữa, trình độ của cô ta còn không hề thấp. Nguồn sức mạnh của cô ta khá tinh thuần. Nói về thực lực thì có khi ngay cả cùng đao cũng chưa phải là đối thủ của cô ta. Chuyện gì thế này? Tại sao em nuôi của Tô Nhan lại có thực lực mạnh như vậy? Rõ ràng là cô ta còn rất trẻ mà. Hơn nữa, với thực lực như vậy, chạy tới Giang Thành tìm việc làm gì? Chắc chắn cô ta tới đây với mục đích không hề đơn giản. Lâm Minh đánh mắt, trông anh khá bình tĩnh. Thôi kệ đi, dù đối phương có thế nào thì chỉ cần không liên quan tới Tô Nhan là được. Hai người nhanh chóng trở về nhà. Ngữ Tâm, em tới đúng lúc quá. Nào, mau đi rửa tay ăn cơm. Tô Nhan đeo tạp dề, bưng canh ra cười nói. Chị Tô Nhan.
Diệp Tâm Ngữ reo lên, nhào tới ôm lấy Tô Nhan. Chị mới từ trong bếp ra, người bẩn lắm, con bé này. Tô Nhan dịu dàng nói, mấy năm không gặp, chị vẫn xinh đẹp như vậy. Không, không phải là xinh đẹp hơn mới đúng. Diệp Tâm Ngữ cười hi hi. Mau đi rửa tay ăn cơm thôi. Tô Nhan đáp lại, dạ chị. Diệp Tâm Ngữ chạy vào bếp, ba người ngồi xuống. Tâm Ngữ, đây chính là Lâm Minh, anh rể của em. Hai người lần đầu gặp mặt, có gì cứ nói chuyện nhé. Tô Nhan gắp cho Diệp Tâm Ngữ một cái cánh gà, cười nói, chị xinh đẹp như vậy, tại sao lại chọn lấy một kẻ bất tài như thế này chứ? Em thấy anh ta cũng không đẹp trai gì, cũng chẳng có cơ bắp. Nghe nói còn không có tiền nữa, tại sao chị lại chọn anh ta? Diệp Tâm Ngữ vừa ăn đầy mồm vừa nói, thật không ngờ chồng cô ta lanh lẹ, dễ thương như vậy mà ăn uống lại muồm ngoàm như thế. Em ăn chậm một chút, con gái con nữa, ăn uống phải chú ý chứ. Tô Nhan mỉm cười, không trả lời câu hỏi của cô ta. Diệp Tâm Ngữ nhìn cô bằng vẻ tò mò, sau đó lại nhìn Lâm Minh, đang lặng lặng gắp thức ăn. Cô ta hừ giọng, lẽ nào chị bị anh ta lừa sao? Lừa sao? Tô Nhan giật mình cười khổ. Tâm Ngữ, đời người sẽ theo đuổi rất nhiều thứ, có thứ quan trọng, có thứ không. Đối với chị bây giờ, danh và lợi không còn quan trọng nữa, quan trọng là cảm giác ở cùng một người, nếu là đúng thì sẽ không quan tâm tới những thứ phản tục khác. Em rõ chưa? Em chưa rõ. Diệp Tâm Ngữ lắc đầu. Em nghe nói thần Y Lâm có tình cảm với chị. Chị, sao chị không lấy thần Y Lâm? Nghĩ mà xem, anh ấy đẹp trai như vậy, lại có y võ cao siêu, còn là sếp của Dương Hoa nữa. Một người có tài, có tiền, có tướng mạo mà. Nếu mà là thần Y Lâm thích em, thì chắc chắn em sẽ lấy anh ấy. Nói tới đây, đôi mắt cô ta ánh lên vẻ ngưỡng mộ và si mê. Khụ khụ. Lâm Minh đang ăn đột nhiên ho khụ khụ. Anh sao thế? Mau uống nước này. Tô Nhan vội vàng đưa cho anh một cốc nước. Không sao. Lâm Minh xua tay. Không sao. Tôi thấy anh không thích tôi nhắc tới thần Y Lâm đúng không? Diệp Tâm Ngữ cười khinh thường. Lâm Minh chỉ lắc đầu, chẳng buồn nói chuyện với cô ta. Được rồi Tâm Ngữ, em bớt nói vài câu. Không phải em tới Giang Thành tìm việc sao? Ngày mai chị đưa em tới công ty, sắp xếp một vị trí cho em. Tô Nhan nói. Em không cần đâu chị. Em muốn tự tìm. Em tự tìm sao? Đúng vậy ạ. Nhưng em không rành nơi đây, tìm thế nào? Hay là thế này, ngày mai để anh rể đi cùng em, có anh ấy chị cũng yên tâm. Được ạ. Diệp Tâm Ngữ vốn định từ chối, nhưng sau khi suy nghĩ thì cô ta đã gật đầu. Ăn xong, Diệp Tâm Ngữ chạy đi tắm, còn Tô Nhan kéo Lâm Minh qua một bên. Ngày mai anh đưa cô ấy tới siêu thị đi dạo, sau đó thì về. Em muốn cô ấy tới công ty của em làm việc, bên ngoài không nên đi, em sợ cô ấy sẽ bị lừa. Lâm Minh khẽ nói. Bị lừa sao? Chẳng phải sao, một cô gái chạy tới Giang Thành tìm việc thì rất kỳ lạ mà. Bà nội em cũng là người có chút quyền lực, không thể có chuyện không sắp xếp được việc cho Tâm Ngữ. Em đoán cô ấy chạy tới đây còn có nguyên nhân khác. Tô Nhan nói. Lâm Minh khẽ mỉm cười. Tô Nhan, em không hiểu về em nuôi của mình rồi. Chắc chắn cô ta sẽ không bị lừa đâu. Anh thấy cô ta nhanh nhẹn lắm. Anh bớt nói lại. Tô Nhan còn định nói thêm gì đó. Đúng lúc này, Diệp Tâm Ngữ mặc đồ ngủ từ trong nhà tắm bước ra. Lâm Minh, hôm nay anh ngủ ngoài sofa. Cô ta hô lên. Dựa vào cái gì chứ? Lâm Minh giật mình. Bởi vì tôi muốn ngủ cùng chị Tô Nhan. Diệp Tâm Ngữ hử giọng. Tâm Ngữ, có phòng trống đấy. Tô Nhan cười khổ. Đừng mà chị Tô Nhan, người ta muốn ngủ với chị mà. Diệp Tâm Ngữ nũng nịu. Tô Nhan bất lực, đành phải nhìn Lâm Minh bằng vẻ bất lực. Lâm Minh lắc đầu, đi vào phòng bên cạnh. Sáng hôm sau, Tô Nhan ăn mặc gọn gàng, vội tới công ty. Đi thôi, đưa tôi đi một nơi. Diệp Tâm Ngữ mặc đồ thường ngày, bỏ một chiếc kẹo cao su vào miệng, vừa nhai vừa nói. Đi đâu? Lâm Minh ăn quẩy và hỏi. Học viện Huyền Y Phái. Diệp Tâm Ngữ xả tới, cười nói. Cái gì? Lâm Minh giật mình. Tới đó làm gì? Cô không khỏe ở đâu à? Anh hỏi nhiều như vậy làm chi? Mau đưa tôi đi là được. Diệp Tâm Ngữ hử giọng. Lâm Minh nghĩ mãi không ra, rốt cuộc Diệp Tâm Ngữ muốn làm gì. Trước sự yêu cầu quyết liệt của cô ta, Lâm Minh chỉ đành làm theo, đưa cô ta đến học viện Huyền Y Phái. Hiện giờ học viện đang trong trạng thái nửa đóng, nửa mở. Ngoài mấy tòa nhà, thông thường ra thì các bệnh nhân đến khám bệnh không được tùy tiện ra vào các khu vực khác, nơi nào cũng có nhân viên bảo vệ canh chừng. Ở chỗ tối còn có rất nhiều cao thủ của Dương Hoa giám sát. Dù sao hiện giờ bọn họ không phải đề phòng người của Thiên Ma Đạo mà còn cả người của Tử Vực. Đây chính là học viện Huyền Y Phái.
Lâm Minh và Diệp Tâm Ngữ xuống khỏi taxi, anh chỉ vào cổng chính nói. Nếu cô muốn khám bệnh thì đi đường bên phải, đường bên trái dẫn tới khu hành chính, những người không phận sự không được vào. Vậy sao? Đôi mắt Diệp Tâm Ngữ đanh lại, ngoảnh sang hỏi. Vậy có phải thần Y Lâm hay đến đây không? Tôi không biết, chắc là thế, anh ấy không ở đây thì sẽ ở Dương Hoa. Tâm Ngữ, cô hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ cô muốn tìm thần Y Lâm? Thứ cho tôi nói thẳng, thần Y Lâm không phải ai cũng có thể gặp được đâu. Lâm Minh cười nói, anh thì biết gì chứ, nói với anh cũng vô ích. Diệp Tâm Ngữ hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh bỉ. Cô ta nhìn quanh quất, rồi bỗng đi về phía bên trái bức tường theo dọc cánh cổng. Lâm Minh hơi ngạc nhiên, mau lại đây. Diệp Tâm Ngữ khẽ kêu lên, tiếp tục đi về phía trước. Đến một con đường vắng, người qua lại, Diệp Tâm Ngữ mới dừng lại. Cô ta nhìn xung quanh rồi lập tức áp sát vào bức tường. Lâm Minh, anh canh chừng cho tôi trèo vào trong. Trèo vào trong, cô muốn làm gì? Anh hỏi nhiều thế nhỉ? Tôi để điện thoại im lặng, có vấn đề gì anh gửi tin nhắn cho tôi là được. Thế thì cô cũng phải chọn chỗ nào ổn ổn chút chứ, nơi này có camera, cô mà trèo tường thì chẳng phải sẽ bị phát hiện ngay sao? Lâm Minh nói, camera thì sao chứ? Diệp Tâm Ngữ nhách môi, bất ngờ đi tới góc chết của camera, sau đó nhặt một hòn đá dưới đất lên, cầm trong tay rồi khẽ búng. Vèo, hòn đá bay vèo như một viên đạn, làm vỡ nát ống kính của camera. Lâm Minh không chút ngạc nhiên, nhưng vẫn giả vờ kêu lên kinh ngạc. Siêu quá! Đúng là đồ nhà quê chưa trải sự đời. Diệp Tâm Ngữ khinh bỉ nhìn Lâm Minh, nhỏ giọng nói. Anh cứ chờ tôi ở đây, tôi đi một lát rồi về. Dứt lời, Diệp Tâm Ngữ liền tung người nhảy lên, nhanh chóng vượt qua bức tường cao hơn 2 mét này. Lâm Minh đứng ở bên ngoài lặng lẽ nhìn. Một lát sau, mấy bóng người đi ra khỏi chỗ nấp, cung kính hành lễ với Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, có cần đuổi cô ta ra không ạ? À? Không cần đâu, phái người theo dõi cô ấy là được, xem cô ấy muốn làm gì, chỉ cần không gây chuyện quá quắt thì mặc kệ cô ấy đi. Lâm Minh bình thản đáp. Vâng, mấy người gật đầu, sau đó lặng lẽ ẩn đi. Lâm Minh chờ ở bên ngoài khoảng 20 phút mới nhìn thấy Diệp Tâm Ngữ nhảy từ bên trong ra. Tuy Lâm Minh đứng ở ngoài, nhưng nhất cử nhất động của Diệp Tâm Ngữ ở bên trong đều có người dùng điện thoại chụp lại rồi gửi đến điện thoại của anh. Diệp Tâm Ngữ đến tòa nhà hành chính, lục tung hòm tủ, hình như đang tìm kiếm gì đó, nhưng cô ta không có thu hoạch gì, vô cùng ủ rũ chán nản. Tìm hai tòa nhà không thấy, cô ta còn định vào tòa nhà mà thần Hỏa Tôn giả đang nghỉ dưỡng. Bất đắc dĩ, Lâm Minh chỉ có thể phái người đuổi Diệp Tầm Ngữ ra ngoài. Sao rồi? Lâm Minh lên tiếng hỏi. Xui quá, chẳng thu được gì. Diệp Tầm Ngữ thầm chửi một câu. Tầm Ngữ, cô vào để ăn trộm sao? Rốt cuộc cô đang tìm gì vậy? Lâm Minh hỏi. Đã nói là không liên quan đến anh mà, sao anh thích hỏi nhiều thế nhỉ? Cho dù nói với anh thì anh cũng không hiểu đâu. Diệp Tầm Ngữ tâm trạng không tốt, trừng mắt lườm Lâm Minh. Cô không nói thì sao tôi có thể hiểu được? Anh... Thôi được rồi, để tôi nói cho anh biết. Tôi đang tìm Tịnh Thế Bạch Liên. Anh hiểu không? Anh có biết đó là gì không? Diệp Tầm Ngữ gầm lên. Tịnh Thế Bạch Liên sao? Lâm Minh hơi sửng sốt. Xem đi, tôi biết ngay là anh không hiểu gì mà. Diệp Tâm Ngữ lạnh lùng hừ một tiếng, mất kiên nhẫn chạy ra bên đường vẫy xe. Nói chuyện với anh mệt quá, tôi về đây, ngày mai đến Dương Hoa. Lâm Minh không nói gì, ánh mắt lóe lên tia sáng, dường như đang nghĩ ngợi gì đó. Lát sau, một chiếc taxi dừng ở bên đường, hai người lên xe, tài xế đạp chân ga lao về phía trước. Diệp Tâm Ngữ bực bội, quanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ gì đó. Lâm Minh cũng cảm thấy khó hiểu, chắc là Diệp Tâm Ngữ này chạy đến Giang Thành là để lấy trộm Tịch Thế Bạch Liên đây mà. Nhưng cũng phải, sau khi trận chiến ở Giang Thành kết thúc, mọi người đều biết thần Y Lâm sở hữu một món vũ khí tuyệt thế, đủ để khiến Thiên Ma Đạo cũng không dám hành động khinh suất. Như vậy thì sao mọi người có thể không nhòm ngó đến nó chứ? Xem ra, sau này anh phải đề phòng nhiều hơn, sợ là có không ít người cũng đang nhòm ngó đến Tịnh Thế Bạch Liên giống Diệp Tâm Ngữ. Lâm Minh suy nghĩ, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mày lập tức nhíu lại. Con đường này đâu phải đường về nhà, mà là đường đến ngoại ô. Anh đang định lên tiếng, thì Diệp Tâm Ngữ ở bên cạnh bỗng lặng lẽ kéo áo anh. Lâm Minh ngoảnh sang, chỉ thấy Diệp Tâm Ngữ lặng lẽ lắc đầu, ra hiệu cho anh đừng lên tiếng. Một lát sau, xe lái đến một nơi vắng người qua lại ở ngoại ô mới dừng lại. Xe taxi vừa dừng lại, xung quanh lại có thêm mấy chiếc xe nữa lái đến. Các anh là ai? Diệp Tâm Ngữ lạnh lùng hỏi. Tôi chỉ là tài xế taxi, vừa nãy có người nói là bạn cô, bọn họ đưa cho tôi 1 triệu tệ, bảo tôi đưa cô đến đây.
Cô gái, cô không thể trách tôi được, xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến tôi. Tài xế run rẩy đáp, sau đó xuống xe tháo chạy, bỏ mặc Diệp Tầm Ngữ và Lâm Minh. Xem ra có người để mắt đến tôi rồi, chỉ tiếc là bọn họ đã gầy nhầm người. Diệp Tầm Ngữ hừ mũi nói, rồi mở cửa xe đi ra. Lâm Minh, anh ngoan ngoãn ở yên trong xe, đừng ra ngoài, nếu không anh bị thương tôi cũng mặc kệ đấy. Diệp Tầm Ngữ khẽ quát. Lâm Minh không nghe lời cô ta mà đẩy cửa xe xuống. Lúc này, những chiếc xe ở xung quanh cũng có người bước xuống. Bọn họ có người già, có người trẻ, nhưng hiển nhiên đều quen biết Diệp Tầm Ngữ. Ha ha, không ngờ đường đường cô chủ nhà họ Diệp mà lại làm trò trộm cướp này. Nếu đồn ra ngoài thì chắc là người ta cười cho thối mũi. Thể diện của nhà họ Diệp cũng mất sạch. Một cô gái mặc đồ đỏ trang điểm đậm bước tới cười nói. Nhạn Tề, Nhậm Nhiên, là các cô. Diệp Tầm Ngữ thầm nghiến răng, tức giận nói. Sao các cô lại ở Giang Thành? Lẽ nào các cô vẫn luôn theo dõi tôi sao? Đầu óc cô vẫn tỉnh táo lắm. Cô gái kia cười khẩy. Diệp Tầm Ngữ, tôi không muốn nhiều lời với cô. Mau giao Tịnh Thế Bạch Liên ra đây. Nhạn Tề, Nhậm Nhiên, các cô thật là to gan, dám cướp đồ của tôi. Các cô chán sống rồi sao? Diệp Tầm Ngữ nổi giận, trừng mắt mắng đôi nam nữ kia. Diệp Tầm Ngữ, cô nghĩ cô là cái thá gì hả? Cũng chỉ ỷ vào nhà họ Diệp có gia thế. Tôi nói cho cô biết, nơi này là Giang Thành, chứ không phải nhà họ Diệp của cô. Ở địa bàn của nhà họ Diệp, cô còn có thể tắc oai tắc quái. Ở đây thì ai có thể che chở cho cô chứ? Nực cười. Cô gái áo đỏ tên Nhậm Nhiên cười khẩy nói, ánh mắt đầy khinh bỉ. Thế à, để tôi xem, cô có thể tắc quái trước mặt tôi hay không? Diệp Tâm Ngữ cũng chẳng buồn nhiều lời, quát lớn một tiếng, thân hình chợt động, lập tức xông tới. Nhậm Nhiên nín thở, lập tức giơ cánh tay lên đón đỡ. Hai cô gái lăn xả và đánh nhau, nhưng thực lực của Diệp Tâm Ngữ mạnh hơn, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ được. Nhậm Nhiên chỉ chống được hơn 10 chiêu, đã tay chân luống cuống, lùi lại mấy bước, có chút không đứng vững. Quỳ xuống. Ánh mắt Diệp Tầm Ngữ lóe lên một tia chán ghét, bàn tay bỗng chuyển hướng, đánh thẳng vào hai chân cô gái kia. Trường lực cuồn cuộn không thể đỡ được. Hả? Nhậm Nhiên biến sắc, đang định lùi lại, nhưng nhận ra mình không thể tránh kịp, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc. Bốp! Một bàn tay khô vàng bỗng thò từ bên cạnh ra, đánh vào người Diệp Tầm Ngữ nhanh như chớp. Diệp Tầm Ngữ lập tức bị đánh bay đi, nặng nề ngã xuống đất. Cô ta lăn mấy vòng, khóe môi rướm máu. Chưởng này đã khiến cô ta bị thương. Diệp Tầm Ngữ mở to hai mắt, nhìn về phía chủ nhân của bàn tay khô vàng kia với ánh mắt khó tin. Đó là một bà lão khoác áo bào màu nâu, vóc dáng hơi béo. Bà ta chắp hai tay sau lưng, lưng đã còng, khó mà đứng thẳng được người nữa. Nhìn dáng vẻ thì ít nhất cũng đã 8-90 tuổi. Bà là ai? Diệp Tầm Ngữ đành giọng hỏi. Còn khốn nạn, tôi biết cô có thiên phú dị bẩm, thực lực cao cường, nhưng lần này tôi đến cũng không phải là không có chuẩn bị. Đây là bà Vu Hải cho tôi đích thân mời từ cuối Vu Hải đến. Có bà ấy ở đây, dù cô có bản lĩnh đến đâu thì cũng đừng hòng gây được sóng to lớn gì. Nhậm Nhiên đứng lên, lấy lại vẻ bình tĩnh, cười nói. Bà Vu Hải sao? Hơi thở của Diệp Tâm Ngữ như nghẹn lại. Cô gái, một mình cô thì không đối phó được với chúng tôi đâu. Nếu cô thức thời thì hãy giao Tịnh Thế Bạch Liên ra đây đi. Nếu còn cố chấp thì e là sẽ phải chôn thân ở đây đó. Bà lão nhíu mắt cười nói. Đừng nói là tôi chưa lấy được Tịnh Thế Bạch Liên, cho dù lấy được thì cũng đừng hòng giao cho các bà. Huống hồ, nếu tôi có Tịnh Thế Bạch Liên thì sao các bà có thể kiếp cướp được nó chứ? Tôi đã giết hết các bà từ lâu rồi. Diệp Tầm Ngữ cắn răng đáp. Cũng đúng. Bà Vũ Hải gật đầu, quay sang nhìn Nhậm Nhiên. Nhậm Nhiên tỏ vẻ thất vọng. Chắc là cô vẫn chưa lấy trộm được nó rồi. Nhưng mà không sao. Cô ta nhếch môi, ánh mắt đầy dữ tợn và ẩm độc. Nếu chưa lấy được thì hôm nay chúng ta tính hết nợ nần luôn đi. Cô muốn làm gì? Diệp Tầm Ngữ hơi biến sắc. Không làm gì hết, chỉ là muốn để cô chủ nhà họ Diệp chơi với đàn em của tôi một xíu thôi. Nhậm Nhiên cười nói, sau đó phất tay. Đám đàn em xung quanh đều đi về phía Diệp Tầm Ngữ với vẻ mặt cười cợt. Khốn kiếp! Diệp Tầm Ngữ tức đến mức muốn nổ tung, lại huy động khí khỉnh muốn đánh lại. Nhưng có cao thủ tuyệt đỉnh như bà Vu Hải ở đây, mọi hành động của cô ta chỉ tốn công vô ích. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Các người muốn Tịnh Thế Bạch Liên à? Tôi cho này! Câu này vừa dứt, xung quanh lập tức im bặt.
Tất cả mọi người đều đổ dồn mắt nhìn về phía Lâm Minh, ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Còn tưởng là mình nghe nhầm. Anh có Tịnh Thế Bách Liên sao? Nhậm Nhiên nhìn Lâm Minh. Lâm Minh gật đầu. Anh đang nói hươu nói vượn cái gì đây? Anh lấy đâu ra Tịnh Thế Bách Liên chứ? Diệp Tâm Ngữ cuống lên khẽ quát. Tôi có Tịnh Thế Bách Liên. Đây này. Lâm Minh bình thản nói, rồi lấy một bông hoa sen tinh xảo từ trong túi, chìa ra. Mọi người vội nhìn, ai nấy lập tức cảm thấy da đầu tê dại, hai mắt sáng lên. Bông hoa sen trong tay Lâm Minh ôn nhuận như ngọc, trắng tinh không tì vết, đẹp đến mức khiến người ta muốn nín thở, chẳng khác nào tuyệt tác của tạo hóa. Diệp Tâm Ngữ vốn định còn nói gì đó, nhưng nhìn thấy thứ này cũng không khỏi chấn động, ánh mắt dán chặt lấy nó, khuôn mặt tỏ vẻ không thể tin nổi. Chắc chắn cô ta sẽ không tin đây là Tịnh Thế Bạch Liên thật. Nhưng nếu thứ Lâm Minh cầm là hàng giả, thì món hàng giả này cũng không khỏi chân thật quá đấy. Anh là ai? Đám người Nhậm Nhiên, Nhạn Tề hoàn hồn lại. Nhạn Tề trầm giọng hỏi. Không ngờ, đường đường là cô chủ của nhà họ Diệp mà lại có nhân tình ở Giang Thành. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, thì chắc lại sẽ bị người ta cười cho thối mũi. Nhậm Nhiên nhếch môi nói. Nhậm Nhiên, cô biết rõ còn hỏi làm gì. Nếu cô đã theo dõi tôi, thì sao có thể không biết anh ta là ai chứ? Diệp Tâm Ngữ lạnh lùng nói. Nhậm Nhiên mỉm cười, cũng chẳng buồn giả vờ nữa. Ngoảnh sang nói, chắc đây là anh rể của con khốn khiếp Diệp Tâm Ngữ này. Cô ta có một người chị nuôi ở Giang Thành. Lần này cô ta đến Giang Thành, ngoài mặt là nương nhờ chị nuôi, nhưng thực ra là muốn lấy trộm Tịnh Thế Bạch Liên. Hóa ra là vậy. Nhạn Tề gật đầu, nhìn Lâm Minh chầm chậm nói, sao anh lại có Tịnh Thế Bạch Liên? Diệp Tâm Ngữ lừa các anh thôi, thực ra cô ấy đã lấy trộm được Tịnh Thế Bạch Liên, nhưng biết các anh đang theo dõi nên giấu ở người tôi. Lâm Minh bình thản đáp, hóa ra là thế, mấy người bừng hiểu. Còn Diệp Tâm Ngữ thì trong lòng giật thót, lo lắng nhìn về phía Lâm Minh. Đồ ngốc, anh nói như vậy chẳng phải là ép chúng ta vào đường cùng sao? Lâm Minh không đáp lại. Mau đưa Bạch Liên đây. Nhạc Tề quát. Được. Bên cạnh lập tức có người đi tới. Khoan đã. Lâm Minh quát. Sao nữa? Nhạc Tề bình thản nói. Tớ có thể đưa Bạch Liên cho các anh, nhưng anh phải đảm bảo không được làm hại chúng tôi. Lâm Minh nói. Yên tâm đi, chúng tôi lấy được Bạch Liên sẽ đi ngay, tuyệt đối không động đến một sợi tóc của các anh. Nhậm Nhìn cười đáp. Sợ rằng lát nữa ngoài sợi tóc đó thì mọi chỗ trong người chúng tôi đều bị thương nhỉ. Diệp Tâm Ngữ lạnh lùng hừ mũi, ngoảnh sang nói. Lâm Minh, chắc không phải anh tin lời bọn họ đấy chứ? Đương nhiên là không tin rồi, thế nên tôi yêu cầu các anh thả em gái tôi đi trước. Sau khi em gái tôi đi, lại đưa cho tôi một chiếc xe, thì tôi mới có thể đưa Tịnh Thế Bạch đến cho các anh. Lâm Minh nói. Thằng chó chết, anh là cái thá gì mà đòi mặc kè mặc cả với chúng tôi chứ? Nhậm Nhiên khinh bỉ cười khẩy, mặc kệ anh ta, lấy được Tịnh Thế Bạch Liên trước rồi xử lý hai người đứa thấp hèn này. Vâng, cô chủ. Đám đàn em của Nhậm Nhiên lập tức đi tới, nhưng ngay sau đó, Lâm Minh bỗng nhặt một hòn đá dưới đất lên, giơ hòn đá và Tịnh Thế Bạch Liên lên cao, lớn tiếng quát. Nếu các cô không đồng ý thì tôi sẽ hủy Tịnh Thế Bạch Liên ngay bây giờ, cho các cô trắng tay. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người liền khựng lại. Anh đừng có làm bừa. Nhạn Tề vội quát. Điều kiện là các anh cũng đừng làm bừa. Lâm Minh bình thản đáp. Hết tập 570, Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.